Vâng, xin chào quý chị. Chào mừng quý chị, đó chính là dòng sản phẩm xương phẳng 48 feet của Batech. Đây là loại dòng chạy lốp có xăm, lốp 1220 quý anh em nhé. Đây là dòng sản phẩm có thể nói là cực kỳ hot trong khoảng thời điểm cuối năm 2022. Với dòng sản phẩm này, như khách của em đã chạy lên đến 100 tấn, chạy những mặt hàng cực kỳ nặng từ khu vực ở trong miền Nam ra, quý anh em nhé. Rất là nặng. Và với sản phẩm được khẳng định cái chất lượng cũng rất là tốt, nó khẳng định luôn là cái dòng sản phẩm xương phẳng có thể nói là chịu tải tốt nhất ở trên thị trường thời điểm hiện nay, với những cái thiết kế cực kỳ là hay ho. Ví dụ những cái thông số cơ bản thì chúng ta cũng có thể là đọc qua, đó chính là chiều dài 15m, rộng 2,5m nó, và tâm cầu của con này cực kỳ ngắn. Và đây là một trong những yếu tố then chốt để mà cho một con móc khỏe. Vâng, tâm cầu ngắn này, đi vào đường cua dễ hơn này, và rõ ràng cái phần chịu lực nó sẽ ngắn hơn, nghĩa là nó sẽ giúp cho móc nó khỏe hơn rất là nhiều quý vị nhá. Với thiết kế cực kỳ là quen thuộc, thiết kế có thể nói là chịu tải tốt nhất thời điểm hiện nay, đó chính là thiết kế 4 cổ tăng cứng. Quý vị có thể quan sát này, 4 cổ tăng cứng, và đây là thiết kế có thể nói là chịu tải tối ưu hóa nhất trong thời điểm hiện nay. Nó sẽ dàn trải cái trọng lượng của một con móc ra ở phần cổ. Phần cổ là phần chịu tải cũng rất là lớn, chính vì vậy nó giảm trải ra, nó giúp cho cái móc nó chịu tải tốt hơn. Và ngoài ra nữa thì nó sẽ giúp cho cái móc này nó sẽ chống cái võng ở cái cổ nhá quý anh em nhá. Chân chống thì nó sẽ sử dụng chân chống FUA 28 tấn, chân chống chính hãng. Ở đây chúng ta có bản chassis đoạn 60 phân, và hiện tại độ dày của bản chassis này là độ dày 8 ly quý anh em nhá. Nó sẽ mỏng hơn một chút so với ngày xưa thì nó dày đến một phần rồi quý anh em ạ. Và ngoài này, và dòng này nó vẫn có thiết kế gù công 20 nữa này. Đấy, quý nhân nó cũng sẽ rất là linh hoạt trong việc cho quý anh chị em vận chuyển hàng hóa. Và điều đặc biệt nhất của dòng này, đó chính là nó sử dụng lốp 1220, lốp có xăm. Phiên bản lốp này là lốp Winstar, lốp 24 thép, phiên bản lốp gai tròn. Đây, mời quý chị xem. Đối với dòng này nó sẽ sử dụng bộ lá nhíp 7 lá, mới mỗi lá dày 1/7. Đấy, quý vị có thể quan sát này, cầu trục thì là cầu trục FUA 13 tấn, thiết kế hệ thống một tổng phanh và các dây tiêu của nó đều dây tiêu cao su, bản ma phanh 22 cm, bản ma phanh rất dày, tổng hơi lớn, tổng hơi theo kiểu của Mỹ quý anh em nhé, Wapco, bản ma phanh 22 thì đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quý anh chị em, răng cầu thiết kế hệ thống lớn này, đấy, rất là khỏe. Vâng, và vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá qua dòng xương phẳng 48 feet lốp chạy lốp có xăm. Đây là phiên bản có thể nói cho quý anh chị em đóng công mà chạy những mặt hàng nặng cực kỳ là hợp lý quý anh em nhé, với mức giá thành đang rất là hợp lý cho quý anh chị em. Mời quý anh chị em cùng tham khảo và hãy cùng liên hệ với em Tuấn để được em Tuấn tư vấn cho một mức giá thành tốt nhất và lựa chọn một dòng sản phẩm hợp lý nhất cho quý anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị em tại video sau.